tặng ai đấy? Đề nghị 4 tháng 6 2020 Đài Tiếng Nói Vì Dân Trương Yến cùng đừng thực hành hiện với dân oan ba miền chúng tôi đi giữa ba lòng ba đình Hà Nội để đòi công lý, đòi tự do, dân được quyền làm chủ. Tự do, được dân được quyền làm con người, không nhà cầm quyền đang cầm sáng cướp sạch hết nhân dân chúng tôi. Thành lập cái bộ chính trị, thành lập cái bộ chính trị là điều tra, bắt người tham nhũng, bắt người cướp đất cướp nhà của dân. Chứ tàu lập cái bộ chính trị đó làm gì? Dân tại là cán bộ sai mà cái bộ chính trị không xử lý, đó theo đi xử lý những người mất đất mất nhà như chúng tôi. Cái bộ chính trị sai đấy, sao không xử lý đi? Bộ chính trị, cha đất cha nhà, bộ chính trị, bộ chính trị, bộ chính trị ơi, bộ chính trị ơi, cha đất cha nhà dân chúng tôi đấy, đó người ta việc thật, đó người ta oan ức, mà anh không làm gì đó người ta oan ức, người ta kêu đi kêu quan, mà anh không đập đập động cái đàn áp người dân chúng tôi, người ta oan ức người ta đi kêu quan. Bộ chính trị vào cuộc can thiệp cho nhân dân chúng tôi đây, nhân dân chúng tôi việc thật, người thật việc thật, bộ chính trị điều tra, nhân dân chúng tôi có bộ chính trị mà đỡ nhân dân chúng tôi như thế này. Bộ chính trị yêu cầu bộ chính trị vào cuộc, yêu cầu bộ công an vào cuộc, điều tra nhân dân chúng tôi, nhân chúng tôi việc thật người thật. Mẹ tôi cho thôi, để chính quyền tỉnh Hà Tĩnh có cha phó trong này, nó giết ở trong tù rồi. Bộ chính trị, hãy cứu gia đình tôi. Bộ chính trị cứu gia đình, bộ chính trị cứu gia đình đi. Bộ chính trị hãy cứu gia đình tôi. Mẹ tôi không có tội giết cha tôi mà nó bắt cái giết ở trong tù rồi. Công an tỉnh Hà Tĩnh xem người bắt lắm. Trời ơi, bộ chính trị ơi, hãy xem đi. Công an Hà Tĩnh xem người bắt lắm. Trời ơi, yêu cầu bộ chính trị. Thấy bộ chính trị á, bộ chính trị kêu thấy không?
Thấy một người dân đau khổ như thế này không? Một người dân đau khổ 4 năm trời. Vợ thì cha thì cha chồng, con thì xe mẹ, một người mẹ thắng nhau đặc nhất trong gia đình, trụ cột trong gia đình, mà đến người ta dành thế này. Bộ chính trị, bộ chính trị là cái kêu người thấy không? Nhân dân chúng tôi, người gia đình chúng tôi như thế này. Bộ chính trị ơi. Cho nên có mẹ thôi, bộ chính trị ơi. Cha đừng có biết tìm công lý ở đâu nữa này. Bộ chính trị ơi. Có đâu các bạn có nhìn thấy vô chuyện của gia đình tôi không? Nó bắt nó cha mẹ tôi 4 năm nay đi giết ở trong tù rồi. Nó không cho biết thông tin gì hết. Cha tôi thì đang chiến sâu ở đây. Cha tôi có bị gì đâu. Bắt mẹ tôi 4 năm nay đi cứu lại rồi. Nó giết ở trong tù rồi. Bộ chính trị ơi. Yêu cầu bộ chính trị cha tôi đi tất cả gia đình tôi. Trời ơi, làm tôi thì không thể nào. Yêu cầu bộ chính trị ca nè. Bộ chính trị ơi. Có mấy hồi cảnh chiến đấu không có lực. Có mấy người trái người lực đi giết mẹ tôi ở trong tù rồi. Bộ chính trị ơi. Bộ chính trị ơi. Tôi đã cứu giúp gia đình tôi. Gia đình tôi không thể không thể nào. Yêu cầu bộ chính trị ca nè. Bộ chính trị ơi. Bây giờ là dân dân chúng tôi là coi như đến nay đến đây bộ chính trị, giờ công an đã đàn áp nhân dân chúng tôi lên xe. Yêu cầu bộ chính trị thả bà Sang. Yêu cầu bộ chính trị thả bà Sang. Yêu cầu
mọi người đã chia sẻ nhân dân chúng tôi. Vì nhân dân chúng tôi việc thật, người thật việc thật. Không bao giờ nhân dân chúng tôi ấy, mọi người cứ chia sẻ mạnh lên. Chia sẻ mạnh lên cho nhân dân chúng tôi. Người thật việc thật. Yêu cầu tự do mà sang. Yêu cầu. Yêu cầu tự do mà sang. Tự do. Yêu cầu tự do mà sang. Tự do. Mà sang vô tội. Vô tội. Mà sang không giết chồng. Vô tội. Mà sang không giết chồng. Vô tội. Cả bộ chính trị bao che cho bộ Nam Dũng Hà Tĩnh lộng hành bất hiếp dân lên. Vô tội. Vô tội. Ai ở Hà Tĩnh nào hết? Cho cảnh công an Hà Tĩnh. Đã. Đã bộ chính trị bảo kê cho công an Hà Tĩnh. Đã. Đã đảo tham nhũng. Đã. Đã đảo tham nhũng. Đã. Đã đảo đảng viên đảng cộng sản tham nhũng. Đã. Bà Hồng bấy vía thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đã. Bà Hồng bấy vía thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đã. Bà Hồng bấy vía thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đã. Bà Hồng bấy vía tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đã. Bà Hồng bấy vía tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Hồng bấy vía tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây. Số 1 Hùng Vương đây. Đây là số 1 Hùng Vương của ông Trọng đây. Ông này là đứng đầu đảng, ông này là trùm đảng. Trùm đảng mà như gì? Đây số 1 Nguyễn Hùng Vương là chỗ cơ quan là Nguyễn Phú Trọng. Cơ quan Nguyễn Phú Trọng là rất bao che. Cơ quan Nguyễn Phú Trọng mà bao che cướp đất cướp nhà của dân. Góp đất góp nhà của dân. Góp đất góp nhà cho dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi người thật, việc thật. Đã góp đất góp nhà. Rồi bắt gia đình nhốt, đàn áp, vu khống gia đình. Như vậy thì coi như đất nước Việt Nam như thế này. Xin mọi người đã chia sẻ giùm cho dân oan ba miền chúng tôi. Dân oan ba miền chúng tôi là người thật, việc thật. Xin chia sẻ mạnh lên nhân dân chúng tôi, coi như là coi như không phải độc tài độc đảng, cho nhân dân chúng tôi không sai mà bọn nó sai. Để thành lập một đất nước Hà Tĩnh các ông bà không hề hay biết, tại vì tôi nói thành lập đất nước Hà Tĩnh ở đây là muốn bắt ai là bắt, muốn ghét ai tội gì là ghét, muốn cho người dân có tội thành có tội, rồi bây giờ giấu bắt xác những người nhà của tôi gồm là Phan Quỳnh Kim Sang, Phan Quỳnh Việt và Lê Thị Song, những người ở đây mà đang tạm giam ôn trong nhà tù mà chúng lừa đảo gia đình tôi suốt là từ 4 năm vừa qua không có một giấy tờ gì về gia đình chúng tôi hết, mà trong khi vu cáo là mẹ tôi còn âm mưu cho em trai tôi tẩm xăng để thiêu sống để đốt nhà tôi để cướp đất bạc đi về miền Tây, mà trong khi đất đai tài sản chúng tôi bị đó là nhà cầm quyền tỉnh Hà Tĩnh là bao che cho là những kẻ cướp đã tấn công nhà tôi, cướp giật hồ sơ chứng từ thì chúng tôi nắm giữ và chỉ thấy chúng tôi đi khiếu kiện ở bên miệng chúng tôi kêu gọi bạn đài nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, báo đài của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham nhũng của bọn Hà Tĩnh là bao che đất đai để mà giết người dân oan vô tội như thế này đây. Thưa cộng đồng, hiện nay những người đây là bị chúng ép buộc trong nhà tù, chết sống gì gia đình tôi không rõ, không báo một giấy tờ gì về cho gia đình tôi, tự ý mở phiên tòa như thế này đây nè, tự ý mở những cái phiên tòa bất công với lãnh đạo này mà không báo gì về cho gia đình chúng tôi biết hết, không báo không mời cũng như là không báo bản án luôn. Tới ngày hôm nay con trai của ông tôi ở tại thủ đô Hà Nội này là cũng không biết một cái gì luôn. Cả bộ chính trị, cả các ban ngành trung ương đảng bao che cho bọn Hà Tĩnh tham nhũng, thành lập một đất nước Hà Tĩnh không được quyền quản lý của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gia đình tôi bây giờ hỏi cả bộ chính trị, đất nước này là đất nước Việt Nam hay là đất nước Hà Tĩnh? Các ông bà ơi, các ông bà ơi, quan ơn ông trời xanh rồi, các ông bà ơi, để cho nhân dân phải khổ như thế này sao? Kêu Tô Lâm. Ông Tô Lâm ơi, ông ăn bao nhiêu tiền của công an Hà Tĩnh của ông Tô Lâm ơi? Ông Tô Lâm ơi, chúng tôi là gia đình chúng tôi là tin tưởng đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, xin đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân quyền quốc hội, xin đại biểu họ quốc hội lần này là kiến nghị vụ án của gia đình tôi lên, là cha tôi, người chồng, người cha còn sống sờ sờ ở đây, mà báo đài của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đăng tin sai sự thật rồi quốc hội đi đâu đây, là không có điều tra, tới nay là bịt miệng gia đình tôi, cả bộ chính trị, tôi kêu cướp kêu quan khắp nơi hết trơn luôn, là 4 năm nay mà cả bộ chính trị im lặng, các ông bà có mắt mà các ông bà đâu có mù. Các bà có mắt mà các bà đâu có mù, mà các ông bà cứ để cho bọn Hà Tĩnh ông hành như thế này hoài đi sao?
Nhớ nói thầy hoài đây sao? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ơi, nhớ nói thầy là nhân quyền hay sao? Ông Nguyễn Phúc Trọng ơi, ông chống tham nhũng cho nhà thầy đây sao? Ông Nguyễn Phúc Trọng ơi, nhân dân mất nhân biết hay thầy đây sao? Bất quyền con người mới đàn áp như vậy. Nhân dân chúng tôi mọi người nghe đi. Nói là nói chừng chừng cái tiếng đã chậm chậm cái tiếng là cho mọi người nghe. Tại vì lý do là cha nói đi. Nói chừng chừng cái tiếng đã chậm chậm cái tiếng là cho mọi người nghe. Lý do là thế này thưa bà con, vụ đất đai của ông bà cha mẹ để lại, mà trong lúc về chia thì tụi nó làm giấy tờ giả mạo cho ông anh và chia cho anh hết, tôi không còn cái gì cả. Khi tôi đi thưa kiện thì ở ủy ban xã cũng như huyện là tất cả mọi đơn thư là nhẹm hết trong 4 năm nay. Hôm nay tôi mới ra để cha con mới ra đến để kêu oan cho vợ. Vợ con tôi đi gặp khóc hoàn toàn không phải là tổng trắng lên người tôi mở đội. Là người thưa của bà, tôi là người dân chứng sống ở đây. Tôi là chồng của Sang đây. Con của cha của hai con ngồi tù. Đấy. 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 Cả nhà đình ngồi tù đây. 4 năm. Coi như là đã là nói người đốt là cán bộ ở Hà Tĩnh nói là đưa ông Tuấn này đi bệnh viện Hà Nội, nhưng mà thật chất là không có lực lượng, tôi không biết là lực lượng lúc nó nằm ngủ rồi chạy đến bắt ở con tôi bỏ lên xe đưa đi thôi. Đấy, không biết trường lấy tài sản của gia đình chúng tôi nữa, lấy tài sản gia đình chúng tôi là đưa xe lại là chở hai chiếc xe máy, hai điện thoại, mà trong lúc em tôi quay được những bằng chứng thì chúng nó lấy thì chúng nó hủy bỏ mà lấy luôn rồi. Rồi trên người mẹ tôi là còn có vàng vòng tiền bạc là ôm trong miền Tây về rồi dây hỏi ngân hàng. Bây giờ thiếu nợ ngân hàng Agribank của huyện Vĩnh Thạnh là chị em tôi phải trả trong suốt thời gian vừa qua mà chưa hết nữa. Đã chưa hết, 4 năm đã chưa hết nợ. Là những cái lãnh đạo đảng viên của các ông bà đi họp trên đây để làm gì? Đi họp là các ông bà chỉ đạo sao mà chỉ về đi cướp bóc của nhân dân, hành hạ nhân dân, dỡ nhà, phá nhà rồi bắt đầu là bắt người quan vô tội, dẫm đạp đến luật pháp Việt Nam. Như vậy mà các ông bà để gì sao bắt vô tội thì các ông bà giấu mất xác người ta 4 năm trời đây. Mà các ông bà là bộ chính trị mà các ông bà không hề hay biết. Các ông bà không hề hay biết gì, các ông bà ngồi trên đó để làm gì? Các ông bà ngồi trên đó để làm gì? Các ông bà có xứng đáng với nhân dân không? Ông nào bà nào cũng lên lên trước nhân dân để tuyên thệ. Các ông bà giơ tay tuyên thệ những gì? Các ông bà giơ tay tuyên thệ những gì? Ông Tô Lâm ơi, ông còn nhớ không? Ông Nguyễn Hòa Bình ơi, ông tuyên thệ những gì? Ông tiên thầy ơn gì? Ông Nguyễn Hòa Bình ơi, ông xuống đi cho nhân dân chúng tôi nhờ. Ông gây gắt bao nhiêu án quan, ông ăn bao nhiêu tiền của bọn Hà Tĩnh tham nhũng tôi. Ông Nguyễn Hòa Bình, ông Tô Lâm ơi, trách nhiệm này có phải của mấy ông không? Trách nhiệm này có phải mấy con ông bà bộ chính trị không? Trách nhiệm này có phải ông Nguyễn Hòa Bình không? Đạo đạo Nguyễn Hòa Bình bất công, xử án bất công. Đã đạo Nguyễn Hòa Bình, tòa án dân tối cao, xử án bất công. Đã đạo. Đã đạo Nguyễn Hòa Bình. 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 Đã đạo Nguyễn Hòa Bình, tòa án xử bất công. Đã đạo. Đã đạo Nguyễn Hòa Bình, bên xử tòa án bất công. Đã đạo. Đã đạo Nguyễn Hòa Bình, xử đồng sang bất công. Đã đạo. Rồi, xin mọi người chia sẻ nhân dân chúng tôi, chia sẻ đất nước Việt Nam này, nhân dân chúng tôi chịu thiệt thật.
đâu, đảng cộng sản Việt Nam không giúp đỡ đâu. Nhân dân chúng tôi quá đau khổ, nhân dân chúng tôi đã mất cửa, mất đất, mất nhà, mất tự do quyền con người, mất tự do dân được mất làm chủ, cho nên đã mất tự do, đất đai mất hết nhà cửa, mà vợ con của người ta để cướp đi mất đến trợ 4 năm nay không cho gặp mặt. Như vậy là đất nước Việt Nam này ở ba hồn bấy vía ông Nguyễn Phú Trọng, ba hồn bấy vía Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông làm gì mà ông để đất nước Việt Nam nhân dân chúng tôi như thế này? Để các bộ cán bộ chủ tịch các tỉnh nó lộng hành nó đi cướp, nó cướp nhân dân chúng tôi, tỉnh này đến tỉnh khác, tỉnh kia đến tỉnh nọ, nó cướp những người không có tội, nó ghép vào có tội, nó vẫn đi cướp, nó là còn cướp đất, cướp nhà, nó cướp tài sản của nhân dân chúng tôi. Như vậy nhân dân chúng tôi đi đâu, về đâu? Ở A Hùng Bí Vía, các cái vị triều đình đừng ngồi đi gói làm gì, ngồi làm gì, làm gì? Nhân dân để trong nhân chúng tôi như thế này, nhân dân chúng tôi như thế này. Ở như thế này, mọi người phải chia sẻ mạnh lên, đã đưa cái kẻ tham nhũng, cái đảng viên đảng cộng sản nó quá thối nát hèn quy dịch mà nó ác với dân, nó tham nhũng như thế này. Nhân dân chúng tôi là người thật, việc thật, không có e ngại gì, bất cứ cái nơi nào chúng tôi cũng đi, đã đi đòi cán cái vị triều đình ở cái xó nào chúng tôi cũng đi mất ra. Để các vị cái bộ chính trị nghe không, nghe nhân dân chúng tôi nói không, nghe không, nghe không, cái bộ chính trị đâu phải là người chính trị mờ mắt, đâu phải chính trị là mờ, không thấy đường, không thấy đâu. Nhân dân chúng tôi thường xuyên đến bộ chính trị
Mà tại sao bộ chính trị nhắm mắt làm ngơ? Nhắm mắt làm ngơ phải trả lại cho dân này. Trả lại cho dân chúng tôi những gì đã cán bộ đã cướp. Bộ chính trị đã vào cuộc đây. Trả lại cho nhân dân chúng tôi đây. Đừng có để nhân dân chúng tôi đau khổ như thế này. Em cảm ơn mọi người đã chia sẻ vì nhân dân chúng tôi. Giờ bàn con chúng tôi đã quá gian khăn khổ sở để nhân dân chúng tôi ăn ăn đây. Bà con ơi, có ai mất đất, mất nhà, mất tài sản, mất vợ, mất con, mất cha không? Nhân dân chúng tôi đứng dậy đi đòi bà con ơi. Chúng ta dây lao cái bài hát vậy mà đi đi bà con, đi đòi đất, đòi nhà, đòi vợ, đòi con đi bà con ơi. Đồng bào ơi, ta chiến thắng không bao giờ ta thất bại. Dân đánh khôn khôn khó một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hai đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khóc mấy. Dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hơi đồng bào ơi. Bà con ơi, có ai mất đất mất nhà bị chính quyền cướp vợ con của người ta không? Mẹ Việt Nam anh hùng đây. Dậy mà đi,